Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đang quay trở lại với channel của mình. Và mình là Trần Minh Phương Thảo. Ngày hôm nay thì sẽ là một video dành cho cộng đồng LGBT nhé. Đợt trước ấy thì mình có làm một video để nói với các bạn rằng là dấu hiệu cho biết một người có thích bạn hay không dành cho LGBT. Và ở đó thì mình đã nói rằng là mình sẽ làm về chủ đề này nhiều hơn. Và cũng có rất là nhiều bạn thắc mắc và yêu cầu ấy. Thế nên là ngày hôm nay mình sẽ quay trở lại để nói với các bạn về một cái dấu hiệu mà mình nhận được câu hỏi nhiều nhất. Đó chính là cách để nhận biết những cái dấu hiệu để chúng ta có thể nhận biết rằng là một chàng trai là cong hay là thẳng nhá. Cái này thì dựa trên kinh nghiệm cá nhân của mình này, mình cũng tham khảo rất nhiều ý kiến từ những người bạn khác của mình nữa để có thể đúc kết ra những cái dấu hiệu. Đương nhiên thì đây chỉ là những cái dấu hiệu để các bạn xem xét, để các bạn kiểu xem là tham khảo này, rồi các bạn cũng kết hợp với cái sự quan sát của các bạn nữa để nhận biết. Chứ không phải mình nói rằng là cứ ai có cái dấu hiệu đấy thì sẽ là cong nhá. Đầu tiên ấy thì những người đồng tính, những người trong cộng đồng LGBTQ thì họ thường khá là e dè, và khá là nhiều người thì họ không có thể hiện quá nhiều bản thân mình vì những cái định kiến xã hội vẫn còn tồn tại ấy. Và đâu đó thì vẫn có những cái sự kỳ thị từ những người xung quanh nữa. Vì vậy bạn biết đấy, có những người thì họ rất là kín. Và nếu như bạn đang là một chàng trai đang kiểu không biết rằng là chàng trai kia có cong không ấy, hoặc bạn là một cô gái và bạn thích một chàng trai nhưng bạn cũng tự hỏi là anh này cong hay thẳng nhỉ, không biết có nên tiến tới không, thì mình tin rằng là cái video này nó sẽ có thể là một cái gợi ý dành cho các bạn. Theo thống kê cho thấy ấy, thì số lượng những cái người thuộc về giới tính thứ ba đang có xu hướng tăng dần lên, và đặc biệt là đối với các bạn nam nữa. Ở một số trường hợp thì đương nhiên là các bạn nam giới ấy thì sẽ không thể hiện bản thân quá nhiều bởi vì e dè này, và vì những cái định kiến xã hội mà mình nói ở trên rồi đó. Rồi bắt đầu luôn vào dấu hiệu đầu tiên, đó chính là họ chăm chút về bề ngoài. Hầu hết thì nam giới đồng tính thì họ sẽ có cái khả năng thẩm mỹ rất là cao và họ rất là chú trọng trong cái vấn đề ăn mặc. Vì vậy con trai cong ấy thì thường có xu hướng là ăn mặc rất là chỉnh chu, đẹp này, hợp mốt này. Và họ cũng có những cái phối hợp layer màu sắc nó rất là tinh tế. Trong khi đó thì con trai thẳng thì họ lại thường ăn mặc khá là đơn giản và khá là xuề xòa. Tuy nhiên nhá, cái yếu tố này thì còn phụ thuộc vào tính cách của họ này, vào gọi là công việc của họ. Công việc của họ có yêu cầu rằng là họ cần phải ăn mặc như thế nào không? Vì vậy việc để ý đến cái cách ăn mặc này thì không thể xác định được 100%, nhưng nó cũng là một cái dấu hiệu rất là đáng chú ý để các bạn có thể tham khảo. Dấu hiệu thứ hai đó chính là họ nhẹ nhàng trong lời nói và cử chỉ. Một trong những cái điều để nhận biết là con trai có cong hay không ấy, thì chúng ta đương nhiên là sẽ nhìn qua cái lời ăn tiếng nói, hành động cử chỉ của họ rồi. Các bạn con trai thẳng thì thường có giọng nói trầm, rồi hành động rất là dứt khoát này, mạnh mẽ này. Tuy nhiên thì các bạn cũng có thấy được là trai cong ấy thì họ thường hành động nhẹ nhàng, nói năng nó nhỏ nhẹ hơn, tông giọng thì cũng cao hơn một chút. Và đương nhiên mình nhắc lại nhé, những dấu hiệu này chỉ là để tham khảo thôi nha. Rồi tiếp theo dấu hiệu thứ ba đó chính là trai cong ấy thì các bạn có thể để ý thấy là nhìn họ rất là sạch, cơ thể họ rất là sạch, và họ thậm chí là cực kỳ thơm tho nữa. Có một khảo sát cho thấy ấy, thì trai cong ấy thì thường là sẽ sạch sẽ và kỹ lưỡng hơn đối với bản thân, đối với ngoại hình của họ. Họ sẽ tắm rửa thường xuyên này, thậm chí là họ còn rất là chăm sử dụng nước hoa nữa. Còn đối với trai thẳng thì họ thường chú trọng đến cái sự thoải mái hơn ấy. Họ cũng ít khi chú ý đến những cái mùi hương cơ thể. Ê nhưng mà cái này thì mình cũng hơi kiểu bị bối rối một chút, bởi vì thực ra mình thấy bây giờ các bạn con trai, không biết là thẳng hay cong ấy, kể cả trai thẳng thì các bạn ấy cũng rất là chú ý đến việc chăm sóc cơ thể, và đặc biệt là mùi hương này, dùng nước hoa rất là nhiều luôn á. Nhưng mà đây cũng là một dấu hiệu đáng để lưu tâm đấy. Rồi dấu hiệu thứ tư đó chính là họ sẽ có cái thói quen ngồi vắt chéo chân này, và ngồi rất là khép nép. Các bạn khi thấy những cái kiểu ngồi khép chân, ngồi vắt chéo chân khép nép thì thường thấy ở những cô gái đúng không? Trong khi các bạn con trai thẳng thì thường kiểu hay ngồi kiểu banh chân sang hai bên này, kiểu ngồi cảm giác như kiểu thoải mái ấy. Thì nếu như một chàng trai nào đấy mà có cái dáng ngồi nó hơi e thẹn một chút ấy, thì cũng là một cái dấu hiệu để chúng ta có thể nhận biết nhá. Rồi dấu hiệu thứ năm tiếp theo mình muốn nói đến đó chính là họ sẽ có một chút gì đó thiên hướng về nghệ thuật. Ê, không phải nói tất cả những người có thiên hướng nghệ thuật là cong nhá, mà trai cong ấy, một cái dấu hiệu cho các bạn nhận biết là thường có những cái thiên hướng về nghệ thuật.
Bạn có thể để ý và nhận thấy như là trai cong ấy thì họ sẽ có những cái sự quan tâm, có sự hiểu biết và có năng khiếu về nghệ thuật, thời trang, nhiếp ảnh, âm nhạc, hội họa. Trong khi các bạn trai thẳng thì chú ý đến những vấn đề như là tài chính, xe cộ hay là thể thao. Rồi tiếp theo là dấu hiệu thứ 6 mà mình muốn nói với các bạn, đó chính là trai cong thì họ sẽ thường thôi nhé, hâm mộ những cái ngôi sao nữ. Thật ra các bạn biết không, con gái ấy, thường họ thích ngắm gái đẹp hơn là trai đẹp, và họ thường hâm mộ ở những cái idol nữ hơn là những cái idol nam nhiều ấy. Và cái thống kê cho thấy trai cong ấy họ hâm mộ những cái người nổi tiếng nữ giới này, idol nữ này, bởi vì đấy chính là cái hình tượng mà họ muốn hướng đến. Ngược lại thì trai thẳng thì thường ít khi hâm mộ những cái ngôi sao giải trí ấy, mà họ thường hâm mộ như kiểu cầu thủ bóng đá này, cầu thủ bóng rổ hoặc là những cái võ sĩ. Rồi dấu hiệu thứ 7 tiếp theo đó chính là họ thường yêu thích những cái chương trình giải trí ca nhạc. Yêu thích những cái chương trình giải trí ca nhạc ấy thì thường sẽ là cái thói quen của trai cong ở yêu thích những cái cuộc thi Miss chẳng hạn này. Hơn nữa thì trai cong thường có cái xu hướng là thích những cái chương trình mà nó kịch tính này, nó drama, những cái show truyền hình thực tế này. Trong khi thì những bạn trai thẳng thì thường không mấy quan tâm đến những cái chương trình này. Tiếp theo là dấu hiệu thứ 8, đó là họ thích trang điểm. Hiện nay ấy, thì mình thấy là những cái định kiến về giới tính ấy, thì đang dần dần thay đổi và mọi người cũng thoải mái hơn. Thì đấy cũng là một cái cởi mở hơn để cho những cái bạn trai cong họ có thể thoải mái thể hiện cái sở thích cá nhân của mình, và họ cũng có thể thoải mái trang điểm này. Và cái việc trang điểm thì có thể giúp cho họ nhìn nữ tính hơn, nhìn kiểu công chúa hơn, xinh hơn. Và đây cũng là một cái đặc điểm để chúng ta có thể nhận biết được là bạn đấy có phải là trai cong không nhé. Rồi dấu hiệu thứ 9 đó là thường xuyên khen ngợi bạn. Một điều ấy dễ nhận biết là trai cong hay thẳng ấy thì chúng ta có thể nhận biết qua cái lời khen của họ. Thường thì các bạn trai thẳng thì thường hiếm khi mà khen một ai đó quá nhiều luôn ấy, vì họ ngại ngùng, ít khi chú ý. Thế nhưng mà trai cong thì sao, họ sẽ coi bạn như kiểu, ở đối với bạn gái thì như con gái, kiểu hội chị em bạn gì với nhau ấy, nên là sẽ nói chuyện thoải mái này và không tiếc khi mà dành nhiều những cái lời khen dành cho bạn. Rồi dấu hiệu thứ 10 đó chính là ánh mắt của họ khi nhìn người cùng giới. Đương nhiên rằng là chúng ta đều có thể nhận biết được rằng là đương nhiên ánh mắt là nơi mà tiết lộ khá nhiều về một con người rồi. Và bạn để ý rằng là ánh mắt của chàng trai đấy khi nhìn những chàng trai khác, những người mà có gương mặt đẹp này, có body đẹp này, và kiểu ánh mắt của họ kiểu chăm chú, lấp lánh, bling bling, thì có một khả năng rất cao họ là trai cong. Dấu hiệu thứ 11 để nhận biết có một chàng trai có phải là trai cong không, đó là họ khá đanh đá và có thể là chua ngoa nữa. Cái này thì mình không phải nói tất cả nhá, nó chỉ là một cái dấu hiệu nhỏ để các bạn có thể chú ý đến thôi. Đó là các bạn có thể để ý thấy là các bạn trai cong ấy, thì các bạn ấy khá là đanh đá và chua ngoa trước một cái điều gì đấy mà các bạn ấy không vừa ý ấy. Và đương nhiên đây cũng là một cái dấu hiệu để chúng ta có thể nhận biết nhá. Ok, như vậy là hôm nay mình đã nói với các bạn những cái dấu hiệu để các bạn có thể nhận biết rằng là một chàng trai là trai cong hay là trai thẳng nhá. Mình nghĩ rằng là cái điều này thì nó cũng chỉ là tương đối thôi, bởi vì mình cũng dựa trên những cái kinh nghiệm cá nhân của mình, quan sát của mình và tham khảo ý kiến từ những người bạn của mình nữa. Có những người bạn của mình cũng thuộc LGBT. Và lại phải nhắc lại một lần nữa, đó là không phải một người có một cái dấu hiệu này thì là cong hay là thẳng. Chúng ta không thể nào mà có thể nói tuyệt đối được, nhưng nó sẽ là những cái dấu hiệu để giúp các bạn có thể tham khảo nhá. Và dựa trên thêm cả những cái quan sát của các bạn nữa thì chúng ta có thể dễ dàng nhận ra cái điều này này. Ok, cuối cùng thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Và nếu như thấy video này hay thì đừng quên like, share và đăng ký kênh của mình để có thể ủng hộ cho mình nhá. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.